Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 24 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp khác có trục ở khoảng từ 23 tới 25 độ vĩ bắc bị nén và đẩy dần xuống phía nam, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên ở bắc bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 tới 150mm trên đợt, có nơi trên 150mm. Mưa được dự báo tập trung nhiều hơn ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nền nhiệt ngày mai sẽ có xu hướng giảm từ 2 tới 3 độ và nắng nóng sẽ bị gián đoạn. Vào đến các tỉnh miền Trung, trong ngày hôm nay, nắng nóng vẫn xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa tới Phú Yên với nhiệt độ từ 34 tới 37 độ, vùng núi phía Tây nhiệt độ còn cao hơn. Còn các tỉnh Nam Trung Bộ nhiệt độ từ 32 tới 35 độ. Sang tới ngày mai ngày 25 tháng 5, nắng nóng ở các khu vực này sẽ giảm đi. Ở các khu vực này sẽ có mưa rải rác, đặc biệt là tại các tỉnh từ Khánh Hòa tới Bình Thuận. Cục bộ sẽ có nơi có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trong những ngày qua ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông diện rộng. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Dự báo trong thời kỳ 3 ngày tới, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ hoạt động mạnh dần lên, do vậy ở cả hai khu vực sẽ tiếp tục xảy ra một đợt mưa dông diện rộng. Khả năng sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm trên đợt. Tại Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến từ 200-450mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ trong thời kỳ này cũng giảm thấp và thời tiết mát mẻ duy trì. Ngoài ra, theo dự báo, đầu tuần tới trên Biển Đông có thể hình thành một áp thấp nhiệt đới. Từ hôm nay tới hết tuần sau, thời tiết biển cũng như đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ rất xấu với mưa rất lớn và dông mạnh. Cụ thể là từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 5, một vùng áp thấp có khả năng hình thành ở khu vực ngoài khơi Nam Trung Bộ. Vùng áp thấp này sau đó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trước khi áp thấp nhiệt đới có thể hình thành, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Định tới Cà Mau, từ Cà Mau tới Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn mưa dông thì sẽ có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, ngày có mây, trời nắng nóng, đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 20 tới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mây, trời nắng nóng, đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 37 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng là từ 31 tới 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34-37 độ, phía Nam là từ 31-34 độ. Tây Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Nam Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Nam Đông Nam cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.